Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhân Laptop Bạn Hành Trọn Đời. Hôm nay thì Thanh Nhàn sẽ giới thiệu đến mọi người một dòng máy văn phòng Acer Core i5 thế hệ 8 mà giá thì siêu bèo nha. Acer Aspire E5-57656GI. Acer Aspire E5-57656GI có thiết kế đơn giản, vỏ nhựa giả vân xước kim loại, tạo nên một cái cảm giác khá là khỏe khoắn. Bề mặt thì không bị bám bụi bẩn và vân tay khi mà sử dụng. Để mà mình có thể bảo vệ nắp máy khỏi bị trầy xước theo thời gian thì bạn nên dán lại nhé. Điểm cộng lớn nhất của cái dòng máy này đó là được trang bị đầy đủ các cổng kết nối hỗ trợ tối đa người dùng. Trong khi đó các cái dòng laptop bây giờ thì đang có cái xu hướng là thu hẹp, rồi cắt bớt lược bỏ các cái cổng kết nối khiến cho người dùng gặp rất là nhiều khó khăn trong quá trình sử dụng. Cạnh trái của máy lần lượt sẽ là khe tản nhiệt, cổng USB, cổng mạng LAN, cổng VGA, cổng HDMI và hai cổng USB 3.0. Và cạnh phải lần lượt sẽ là cổng sạc, ổ đĩa quang, cổng USB 3.0 và một cái cổng tai nghe 3.5. Khe đẩy Acer đã trang bị cho chiếc Aspire E5-57656 này một màn hình lớn với kích thước là 15.6 inch với độ phân giải là Full HD 1920x1080px. Sử dụng công nghệ màn hình Acer LED Backlit không có tấm nền IPS và chống lóa. Màn hình này thì phù hợp với lại các bạn mà có nhu cầu sử dụng trong các tác vụ công việc, văn phòng, học tập, ví dụ như là Word, Excel, là PowerPoint nè, với chất lượng hiển thị tốt. Bàn phím của máy được bố trí hợp lý với các phím to và nhảy giúp cho việc nhập dữ liệu được nhanh chóng. Và máy thì có bàn phím số nên là cái công việc nhập liệu sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái con máy này sẽ không được trang bị đèn nền bàn phím các bạn nhé. Bàn di chuột thì cũng hoạt động tốt cho cái tốc độ phản hồi nhanh và chính xác. Acer Aspire E5-57656 được tích hợp công nghệ loa kép và Acer True Harmony cho âm thanh rất là chân thực, sống động, giúp cho bạn trải nghiệm khi mà mình xem phim này, nghe nhạc là sẽ tuyệt vời. Nhưng mà cái nhược điểm đó là khi mà bạn mở cái mức âm thanh mà quá cao thì âm thanh sẽ cho ra có vẻ như là nó hơi chói tai và gây khó chịu cho. Cấu hình của Acer Aspire E5-57656 thì phù hợp với lại các bạn sinh viên, các bạn làm văn phòng và đồ họa nhẹ. Acer Aspire E5-57656 được trang bị con chip là Intel Core i5-8250U 1.6GHz, RAM là 4GB và ổ cứng SSD 128GB, card đồ họa tích hợp Intel UHD Graphics 620. Với nhiều người dùng văn phòng sinh viên thì cái cấu hình này quá là đủ để mình có thể lướt web nè, chơi game giải trí nhẹ, làm việc đa nhiệm đồng thời với lại Word, Excel. Tuy nhiên thì bạn hoàn toàn có thể nâng cấp cái chiếc laptop này lên với việc là hỗ trợ tối đa là 16GB RAM và một slot thêm khe cắm cái ổ là SSD M2 để mà mình có thể tăng tốc truyền dữ liệu cho máy. Hiện tại thì bên Nhân Laptop đang gắn ổ cứng SSD 128GB. Nhưng mà mình vẫn có thể là thay đổi cái 128 này bằng ổ cứng HDD và gắn thêm một cái SSD. Đối với lại các bạn mà làm edit video, hình ảnh, chiếc laptop này cũng có thể đáp ứng được phần nhiều những cái nhu cầu sử dụng các phần mềm như là Photoshop, CS6. Với cái card đồ họa tích hợp Intel UHD Graphics 620, bạn có thể trải nghiệm các game giải trí nhẹ như là LOL, FIFA khá là mượt mà với cái cấu hình là thấp nhất. Chiếc laptop Acer E5-57656GI thực sự là một chiếc laptop đáng tiền trong phân khúc laptop giá rẻ Core i5 đời thế hệ thứ 8 mà giá chỉ có 8 triệu rưỡi mà thôi. Laptop này đặc biệt phù hợp với lại các bạn giới văn phòng, các bạn sinh viên mà mình có cái nhu cầu đồ họa không có cao. Về chính sách bảo hành tại Nhân Laptop bảo hành trọn đời thì vẫn là một đổi một trong 30 ngày, bảo hành 6 tháng phần cứng. Phần mềm thì sẽ hỗ trợ cài đặt vệ sinh miễn phí trọn đời. Khi mà mình mua máy như vậy thì sẽ có tặng kèm ba lô và chuột không dây, pin sạc theo máy đầy đủ. Ngoài ra thì bên Nhân Laptop còn rất là nhiều các cái mẫu máy trong phân khúc và tầm giá như thế này. Các bạn hãy ghé để trải nghiệm sự khác biệt các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.